Em sao thế? Đâu, em có sao đâu. Có chuyện gì thì nhờ nói với anh nhá. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Chỉ là em đã quyết định xin nghỉ việc rồi. Sao cơ? Thanh Sơn cần một người như em mà. Em biết à, nhưng đơn xin nghỉ việc em đã để trên bàn, cũng đã gửi cả vào mail cho anh ấy rồi. Vậy sắp tới em có dự định gì chưa? Chắc là em sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đi đâu đó để refresh lại bản thân. Vậy sau này em cho anh chăm sóc em cả đời nhé.